Rồi cắt nha. Đó các bạn thấy không, nó ôm nguyên cây luôn, xong bây giờ nó sẽ ngã xuống. Rồi cái này không lấy rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị xem ha, 6 mét đúng không? 6 mét. Rồi mình chỉnh 6 mét. Ok. Dứt. Ết. Yo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đen Gaming. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục với tựa game Farming Simulator 22 này. Và trước mắt các bạn đây là một cái khu đất khá là trống mà mình mới vừa dọn dẹp ha các bạn. Ở đợt trước là mình xây dựng ở đây là 3 cái chuồng heo. Tuy nhiên thì sau một thời gian nó khá là bốc mùi, cũng như là nhìn nó hơi mất mỹ quan một xíu các bạn. Do mấy con heo 95 nó cũng hơi ở dơ á, thành ra là mình đã bán, mình dời nó sang chỗ khác rồi. Với lại mình cũng cần một cái khu đất trống để mình xây dựng một cái khu mới ha các bạn. Đó chính là một cái khu nuôi cá. Thì cái khu mà chuồng heo mình sẽ dời qua đây. Lúc trước là 3 chuồng, bây giờ mình còn có 2 chuồng thôi. Này, chuồng này nói chung là nó cũng được các bạn, thành ra là mình cũng không có nỡ bán lắm. Và cái chuồng bò này đợt trước là mình đặt dọc, tuy nhiên thì nó khá là chiếm diện tích, cho nên bây giờ mình đã di chuyển sang cái nằm ngang rồi ha. Đợt trước đặt dọc xong một phút này nó chật quá, nó không có làm được gì hết trơn các bạn. Mình cũng dẹp cái ngôi nhà, mình cũng dẹp cái chỗ cái cánh đồng nhỏ nhỏ của con quỷ nào nó trồng ở đó, nó có chữ đép hay gì á đó. Và cái khu này mình sẽ xây dựng một cái khu để nuôi cá các bạn. Khu này nó cũng khá là mắc và nó cũng cần một cái khu đất khá là bự ha. Đó, như các bạn thấy nè, thì bây giờ mình sẽ xây dựng cái khu này rồi. Ồ, khá là đẹp luôn các bạn. Đó, bây giờ là từ phía ngoài vào là cái cảnh quan của mình nó đẹp hơn rồi các bạn. Chứ đâu như mà cái chuồng heo, mấy con heo 95 nở dơ dái quá riết, nó bốc mùi, nó hôi thối tùm lum hết trơn các bạn. Đây, đầu tiên á thì các bạn thấy là cái chỗ trại nuôi cá của mình á, nó có hai cái đường lên xuống ha. Ba con cá là gì ơi? Hả, đâu ra ba con cá? Trong hồ có ba con cá. Ở bên hông này mình có cái đường đi, đi vòng ra hai cái chuồng hai bên đều được ha. Rồi đường này là đường xe chạy lên, bên kia đường xe chạy xuống. Ồ, ở đây mình có một cái bãi đậu xe nè. Mình có một cái khu để quản lý. Đây để mình cho các bạn xem. Thì để mà các bạn nuôi cá được và các bạn thu hoạch được thì các bạn phải cần có một cái công thức 200 bắp cộng với 100 cái khoáng. Cái khoáng này là mình hay trộn thức ăn cho bò các bạn. Cộng với 50 cái pallet trống để chứa ha. Thì sau khi mà các bạn cung cấp đủ những cái này thì trong cái khu nhà máy này, những cái người đó người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ nuôi cá, người ta sẽ chăm sóc cá cho tới khi mà nó trưởng thành, nó thu hoạch được rồi. Người ta sẽ bắt nó lên, người ta nó sẽ để trong cái pallet để mình đem mình bán. Đó, đơn giản hơn các bạn. Và đây, đây là cái khu mà chứa pallet nè. Đó. Để cần pallet thì các bạn phải cần thu hoạch gỗ ha. Chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ cùng với team của mình đi làm lâm tặc các bạn. Hướng dẫn cách làm lâm tặc. Đây, bây giờ nói về cái chỗ trại nuôi cá của mình đi. Thì mình có 4 cái hồ. 1, 2, 3, 4. Này là cái đường nước thôi, cái đường cấp nước này kia các bạn. Trong hồ này thì cũng có hệ thống bơm nước rồi lọc nước này kia cho ăn đầy đủ hết trơn. Đó, các bạn thấy mấy cái ống nước nó bơm không? Đầy đủ hết ha. Ở đây là cái bồn chứa, mình đoán cái bồn chứa này sẽ là bồn chứa bắp. Chắc chắn luôn. À, bắp với lại chứa cái khoáng. Còn bên kia là chứa pallet. Đó. Đây là những cái container chứa đồ, rồi ở trong này là những cái máy móc để bơm nước này kia các bạn. Rồi một vài cái bồn chứa khác nữa. Ok. Xịn đó chứ. Phía sau này mình xây thì nó cũng vừa đẹp, khúc này mình trồng cái cây nó là hợp lý luôn. Ở đây là cái chỗ cống thoát nước với lại lọc nước nữa các bạn. Nó cái đường nước này đi bên hông ha. Rồi, bây giờ thì để coi làm lâm tặc thì các bạn cũng cần một số cái dụng cụ chuyên dùng mà các bạn. Chứ không thể nào mà mình cưa xong mình rách cái cây gỗ đi về được. Gì vậy? Không, cái này chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Còn cá này thì các bạn không cần phải mua cá. Không cần mua cá hay gì thả vô chân á. Nè các bạn nhìn có cái cống đây nè. Đó, nó thông với bên này nè. Thấy không? Ở đây thì mình có cái hồ này, chắc là hồ cho ăn hả? Hai bên luôn nè. Hoặc là nó thông với nhau rồi, kiểu như con cá này nó bơi qua chuột bên kia á, kiểu vậy. Chuồng 1, chuồng 2, chuồng 3, chuồng 4. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái máy móc liên quan về cái công nghệ lâm tặc ha. Ta cắt cái cây đây là gì? Ê, hai đứa kia, hai đứa kia. Quýnh mày, con kia đi về nhà đi. Ủa lộn, hai chị em mày đi về nhà không đi? Tối ngày làm nóng nó làm. Đối qua đi chơi không à. Thôi nói giỡn thôi chứ đi chơi ở lại chơi. Giận á. À, với lại cái chuồng bò của mình á các bạn, mới vừa có hai cái chi tiết khá là sang trọng các bạn. Đây, xin giới thiệu với các bạn chuồng bò BMW X7, hai con luôn. Một con Man United, một con quà bánh mì, thì con em mua vừa của con Dép và con này của con quà.
chạy chuồng bò riết mà cái bánh xe nó dơ hầy luôn các bạn. Hãy bữa làm nay mình có nhân viên mới đây các bạn, nhân viên dẻo đây đây, Quỷ Dũng nè. Rất dẻo. Này mới vô. Chung là kẻ đến người đi các bạn, đến cũng nhiều mà đi cũng nhiều. Bây giờ đi hiện tại là cái ông gì? Hả? Đến thì ít mà đi mới nhiều. Rồi, cái máy móc trong cái phần mà để các bạn làm lâm tặc á, thì đây là những cái máy phải nói là khá là xịn sò. Đầu tiên mình cho các bạn xem cái máy của hãng Komatsu đi. Đây là một cái máy cắt gỗ, cắt cây. Và nó hay ở một cái chỗ là khi mà các bạn lựa chọn cái độ dài của cây các bạn muốn cắt là bao nhiêu thì nó sẽ tự chia ra từng khúc nó cắt luôn. Ví dụ như là 1m, 2m, 3m, 4m, 5m. Các bạn sẽ chọn, xong rồi nó quắp cái cây lại, nó tự cắt, nó cắt đúng từng cái mét mà các bạn đã đặt ra luôn. Một cái máy này nó cũng không rẻ đâu các bạn, 400 mấy nghìn. Đây là cái xe để chở, thì cái này cũng của Komatsu. Cái này thì không cần lắm, tại vì cái này mình dùng máy cày rồi mình mua một cái trailer mình móc vô là được thôi. Nhưng mà cái máy này thì nó quan trọng hơn. Cái máy này nó không có bán riêng nha các bạn, nó chỉ bán chung cái combo xe của nó thôi. Đây cũng giống thôi, hãng nào cũng có một cái hãng này. Cái xe nó nằm ở phía sau hả? Phía sau chắc hơi khó hơn ha. Phía trước anh nghĩ nó ủa bà, cái con xe này nó kỳ lắm bà. Anh thấy có mỗi con xe hình như cái con xe thứ hai á, cái hãng Porsche á bà, cái ghế nó đặt ngược nhưng mà cái hướng bảng điều khiển nó là phía trước, mà lên xe nó quay ngược lại ta, lạ vậy. Con nào anh? Con thứ hai là nằm ở đâu? Con thứ ba trong cái Forestry Machine á, cái hãng Porsche Cobra, lạ lắm luôn á. Em coi được cái ghế nó ngồi, xong rồi cái cabin với lại cái này cái kia nó kỳ kỳ đúng không? Rồi cái ống khói nằm phía sau nữa. Nó quay ra sau. Nó kỳ. Nó quay ra sau ấy chứ. Rồi này là cái xe để gấp gỗ thôi. Cái này là hãng khác nữa, hãng Rodne hả? Đó. Thì mỗi một hãng sẽ có hai cái loại xe. Dưới này là những con xe tập nham các bạn của Man. Đây là con xe cũng để gấp gỗ. Đó, nó là con xe man giống như xe mình, nhưng mà khác cái là đây là cái đồ để chứa gỗ. Bên này mình có một con xe nó hơi lạ, xe man nhưng mà của hãng Cobra, nó độ lại thành hybrid. Và nó là một con xe để biến những cái cây gỗ thành những cái vụn gỗ, đúng không? Cái con xe mà thứ hai cuối cùng á bạn, Zen á. Con đó đó hả? Anh thấy nó ghi xe là brick trunk into wood chip. Hình như là để kiểu như cái là nghĩ để chứa... anh nghĩ là nó cưa hay nó sao, nói chung là nó nhuyễn nó ra, bào ta, nó bào cái kiểu bào gỗ ra. Còn con xe này nó là một con xe máy cày đó các bạn, Raptor 300, các bạn gắn mấy cái đồ vô các bạn đi cày thôi, không gì hết trơn á. Bên phần này thì mới có nhiều cái để nói hơn ha. Đâu rồi, nó trong cái forestry equipment nè các bạn. Hey, đây là cái trailer mà các bạn sẽ móc vào xe máy cày để các bạn đi gấp gỗ vào. Và cái giá của nó khá là rẻ luôn các bạn, 19.000 đô cho một cái trailer như thế này. Còn cái này nó mắc hơn xíu, cái này nó tới 45.000 đô mà không biết nó mắc cái gì luôn. Chắc là nó mắc hơn cái cây cẩu, nó khỏe hơn hả? Đây là cái trailer bự để móc vào xe đầu kéo để đi chở gỗ. Và dưới này mình có một cái máy này thì để nói chung là nó cưa những cái gốc cây luôn các bạn. Hai cái máy này, cái máy này thì nó sẽ cũng cưa, nhưng mà khác cái là nó cắm thẳng xuống, nó khoan để nó triệt để gốc cây luôn á. Còn đây là cái máy, hình là cái máy này là giống cái máy lúc nãy nè, nó cũng gấp rồi nó bỏ vào đây. Hình như là cái này nó có cái băng chuyền các bạn. Các bạn sẽ cưa những cái khúc gỗ nhỏ, các bạn bỏ vô cái máy này, máy này sẽ nghiền ra thành cái vụn gỗ như gỗ ép á, kiểu như gỗ vậy á. Còn đây là cái máy để các bạn trồng cây. Có thể các bạn chưa biết là trong này mình có thể trồng cây được. Mình có thể trồng từ một cái khu đất thành một cái cánh rừng, sau đó mình đi chặt cây đó. Thì đây là cái máy để các bạn đi trồng. Nhưng mà nói với các bạn chứ bây giờ trồng ha, tốn tiền nè, mua này kia tốn tiền, mua đất tốn tiền nè. Rồi đó vậy mình còn phải đợi mấy tháng nữa. Chắc hả? Đợi tới 9 tháng 10 ngày cái cây nó mới mọc lên, rồi mình mới đi cưa cây được. Thành ra là cách mà để tối ưu nhất đi làm lâm tặc các bạn. Bây giờ mình sẽ mua một cái máy này. Rồi mua hết rồi đúng không? Có cần chở gỗ bự bự không mọi người? Chắc đâu cần chở gỗ bự đâu ha. Không cần đâu, tao có xe chở gỗ rồi. Rồi vậy mình mượn một cái máy để mình cắt cái cây các bạn. Cái máy này nó xịn lắm. Mình nên mượn máy Komatsu hay là Cobra hay là Rodne ha? Chắc Komatsu đi, tại vì mấy cái máy này mắc hơn các bạn. Mà nhìn nó cũng vậy, không khác nhiều chứ. Komatsu nhìn nó xịn hơn. Đi lâm tặc thì kiếm cái nào rẻ rẻ không bạn? Đó, nó rẻ nhất các bạn. Nó 435.000 rẻ nhất các bạn. Mắc hơn xíu là 445, rồi mắc hơn xíu nữa là 470. Một ngày mà 19.000 á hả? 22.000 một ngày.
22.000 22.000 là tiền mượn nha. Còn cái tiền mà để duy trì mỗi một giờ là nó khác nữa. Rồi đi. Đi bạn. Quay đi quá ơi. Dũng rồi như duyên mới rồi. Rồi duyên mới lên xe kia rồi. Ủa đi lẹ vậy? Ôi mọi người. Xe ra đây ta đậu rồi. Không đâu. Đây đang đi xe máy cày ra nè, lên qua. Tại vì có cái trailer để móc mà. Rồi đi. Bây giờ mình sẽ đi gắn xe vào, sau đó mình chạy lên kia để mình cắt gỗ ké. Mấy mốt mình dự định là mình mua cái mảnh đất 19, 18 này nè các bạn. 19 chắc không mua đâu, mua 18 mà mình trồng cây à. Thì nó hơi dốc xíu nhưng mà được cái nó rẻ, nó cũng gần nhà nữa. Ủa đâu có xe hồng có thằng nào vậy? Ừ, ghê vậy. Hồng quá à. Khang giống ai vậy á. Đó, này đi đường tắt. Này đi đường tắt. Trời ơi, cái bụng quá, vừa lòng quá. Để coi, thôi đừng năn nỉ tao cho gỗ nha. Ê, mình cần có một cái con xe đầu kéo để mình kéo mấy cái này xuống dưới kia các cậu à. Chứ nếu mà chạy... Dạ, mình thiệt là thiết ngang quá đi. Cái con xe mà nó chạy xuống dưới kia hình như... Ủa, cái nhà cũ mình có xe đầu kéo không bà? Không đúng không? Không. Nhà cũ mình chạy gì chứ. Ờ vậy thôi để mình mượn xe đầu nhà kéo cũ luôn đi. Khoa, nhà cũ giờ ổng là nhà vẫn là nhà của em quà. Nhà cũ hay nhà mới? Nhà cũ hay nhà mới thì nó cũng vậy thôi. Các bạn. Đây là con Komatsu. Đó. Bên trong như ở này nè các bạn. Chị mà không suy nghĩ tới chị. Xe nó đơn giản lắm các bạn, không gì hết trơn á. Đó, ga phanh thôi. Đây là cái máy là các bạn sẽ sử dụng cái này. Đó. À, phía trước các bạn sẽ thấy nó bung ra. Nó sẽ kẹp vào cái cây gỗ. Xong rồi nó cắt. Đơn giản không? Nhưng mà xe này chạy được có 20 km/h thôi. Dùng con này mà đi lậu, đi lâm tặc một hồi ta ra ta được chạy không kịp. Ô, anh đây. Lên đây. Anh muốn đứng đây anh xài thử đồ mà. Sao? Một chiếc cha con gì vậy? Em đứng em đứng. Cái máy nó đứng cái sao vậy hả? Ơi ghê vậy. Ai da da. Quỷ lùng. Phải xài riêng chứ. Quỷ lùng ở chỗ khác đó mày. Ai lùng. Vui vậy. Đúng là đồ rẻ khác. 19.000 à nó khác. Ê 19.000 cũng mắc đó chứ. Mà sao cảm giác cái cây 19.000 có giá 19 nha. Cái cây này nó yếu. Cái cây đúng yếu. Hèn gì. Giá 19 thì hèn gì cái trailer kia nó 45.000 cái cây nó bự chảng nó dày cui à. Thôi kệ đi. Sao mình cũng đầu tư rẻ thôi. Mình nghĩ chắc tầm này đâu có con xe nào giá. À con xe hồng. Con xe hồng chở được con này. Ok các bạn đại diện để mình kêu gọi con xe hồng tới. Chỉ con xe hồng mới chở được chứ giật. Nói các bạn chứ tiền thuê cái con xe đầu kéo rồi biết bao nhiêu ngàn, tiền thuê cái trailer rồi biết bao nhiêu ngàn các bạn đúng không? Xe hồng là chân ái, không có bán được con xe đó. Rồi chạy con xe Komatsu lên. Chạy từ từ nha bạn. Các bạn không đậu đàng hoàng bạn. Thì đậu vậy thôi chứ nè, giờ đậu thẳng nè. Nhưng mình không hiểu ý nhau bạn này. Ê, cái xe nó cái cơ cấu quẹo nó nhìn nó téo quá ha. Được không dạ? Xe ở nhà tao á. Được không dạ? Ê, lệch. Tao không có lệch. Mà dướng cái cây cây kìa. Nâng cái cây lên, ơi. Anh đưa tôi chạy vậy. Trời. Được không? Nó không phải đâu lên nhưng phải cắm xuống hoài. Hoài ơi. Rồi, lên luôn. Lên luôn. Anh thấy lùng có đi ké không mày? Không, hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi. Rồi đi, get go. Và cái chỗ mà mình cần phải gọi là mình làm lén á các bạn, đó chính là trong cái khu vực này nè. Các bạn thấy khu vực màu đậm đậm đây không? Thì cái chỗ này nó gần cái chỗ sawmill, một cái chỗ để chuyên xử lý gỗ này kia. Thì mình mé dưới này xong mình vòng lên rồi mình xử lý thôi các bạn. Chứ mình mà xe này nó ồn quá, muốn phải đi biến con này động cơ điện mới được quá. Điện là sao nó chả không nổi. Thì kéo được thôi bạn, mình miễn sao nó không ồn ào là được. Ủa rồi xe lùng đi theo làm gì bay? Thôi xin miếng gỗ. Ủa bạn, nhà bạn có cần gỗ đâu xin chi? Chứ nhà lợi, nhà nghèo. Láo thì chứ. Mà tôi đi đâu cũng phải đem theo nó chứ gì. Xe lùng là chạy được tới 95 km. Cái gì vậy qua? Cái gì vậy qua? Mới vừa bay qua thấy nó lăn nó ghê quá. Xe lùng cũng vậy. Qua nhà của mình cứ chạy đúng không? Không em, bỏ đi em.
Ủa mà sau khi mình cắt gỗ xong thì mình đem vô đâu để xử lý? Cái sao miêu anh. Ủa vì mình phải đem chỗ khác chứ không ai mà cắt xong mà dắt cái băng mặt tới cái chỗ đó hết trơn. Bây giờ mình đem về nhà đi, tối mình đem ra mình cắt ké. Tối mình đem ra mình sử dụng ké. Ủa alo. Tối mình đi ngủ rồi mình là. Ủa alo. Thôi giờ mình vô mình cắt, mình kêu lên này mình mới vừa mua có một thương gia giấu tên. Nó gọi mình đi làm đêm với bạn, không ai biết mình các bạn. Ừ ha, không mà đi ban đêm với khui bạn. Ban đêm bạn vô bạn mở đèn lên cũng vậy, người ta cũng biết rồi bạn. Hay ban ngày vậy đỡ thấy hơn. Ở dưới cầm cái lồng đèn đi chung vui cho vui. Gọi là cái chân. Ôi quẹo đây mấy bạn ơi. Mấy quỷ đi ăn cốp mà đang chậm chậm ơi. Quà ơi. Quẹo đây gì? Mày vô đây nè em đi vô đường. Anh ơi. Anh ơi. Con trai. Anh ơi. Anh này bị điếc một sinh hay gì á. Quà. Quả nó làm như được nó đâu được thả ra ngoài đường á ta. Thực ra cũng cấm các bạn. Xe lắc thấy ghê quá. Con xe nó lắc sao? Ê Quà, thử thách để con xe trên cái xe hồng xong rồi mình đi cưa cây. Ao ấy chứ. Hợp lý chứ, được mà, được nè. Người ta có kêu thì tôi đâu có cắt đâu, tôi đâu có chạy thế này đâu, tôi đâu biết đâu. Rồi tới rồi đó các bạn. Như nèo. Nó chưa thả xe ra đi chứ xe bị ngột lắm. Đích của mày nè Quà. Xe nó ồn ghê thì chuyện chạy. Rồi xuống đi Quà. Rồi để anh quay đầu xe lại. Lỡ có gì mà chủ nhà ra thì mình lên mình dọt cho nó lẹ. Quay lô. Ủa mình phải tính toán trước các bạn, bạn hiểu không? Để anh giấu xe trong cái bụi lùm này cái nè. Để tôi đề ba trước cho đi. Xích dao ơi. Đấy quỷ chưa gì mà cắt rồi mày. Lùi lùi, ủa xe vàng xe ra quả. Ủa xe vàng nè. À, ủa con xe máy cày của em á. Chứ gì quỷ nó đề ba nó. Nó cắt rồi kìa. Rồi cẩn thận chứ không. Tôi để cái hồng hợp lý các bạn. Được không? Nó hẹn ra bạn. Nè. Vậy cũng được nữa. Như vậy cũng được nữa. À bây giờ mình sẽ cày đi. Trời ơi các bạn thấy không? Cái tiếng đẹp xe nhập nó êm ru luôn. Nè các bạn nghe này lại nè. Ông bạn nghe cái tiếng đẹp máy nó mắc cười không anh? Như tiếng chim hót vậy. Cái gì vậy con ngựa nào kêu vậy? Đẹp máy mệt. Nè tiếng này nè. Con chim đâu qua con ngựa má. Cô mắt xu mãi đỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái này ra. Rồi mình sẽ hạ nó xuống. Cái này hơi cao nha. Cái này bây giờ mình cắt bao này. Nhiêu? Mình cắt bao nhiêu mét? Tầm 4 mét hả? 4 mét nghĩa là thấp nữa đây, thấp nữa. Đây đúng không? Nữa. Rồi. Nghĩa là 6 là gì? Ngon anh ơi. Hết cỡ rồi đó. Rồi, đẹp ok đẹp. Chưa? Để coi từ vị trí này thấp quá không được, xích lên xíu mới được. Quỷ Quà. Dạ. 4 mét hả ta? 4 mét hả? Sáu quả. 4 thì ngắn. Sáu đi thôi, sáu đi. Tự nhiên mới lần đầu được chạy xe. Có quen với cái trò này đâu. Gì? Ê gì? Mày. Ông làm việc của hả? Bỏ cái gỗ xuống mày, không có cầm bằng tay mày. Tôi biết vô. Gì đâu. Vô. Rồi, cắt nha. Đó, các bạn thấy không? Nó ôm nguyên cây luôn, xong bây giờ nó sẽ ngã xuống. Rồi. Cái này không lấy rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị xem ha. 6 mét đúng không? 6 mét. Rồi mình chỉnh 6 mét. Ok. Dứt. Ẹt. Ờ xịn. Nó có cái lưỡi cưa màu đỏ kìa. Ừ, có cái lưỡi. Nó như cái lưỡi dao vậy. Các bạn nhìn nè. Bụp. Ờ cái lưỡi dao nó đưa qua rất là ngọt luôn. Còn những cái máy ở đây á sẽ là những cái máy để nó cắt những cái cành, những cái nhánh cây nhỏ nhỏ các bạn. Nó tuốt á, đó. 6 mét. Rồi. Ok, thế là xong. Rất là đơn giản luôn các bạn. Để bạn có cần tôi cắt giùm không bạn? Không nghe. Thấy bạn ủa rồi bạn đi chung với tôi, bạn đâu làm chung tôi đâu, bạn đi chung chi bạn? Đâu có mà chợ chừng nào thằng chủ nó ra thì tôi không chạy chung. Ủa? Tôi làm kỳ chung với bạn. Kỳ ha, để mình cắt cái cây. Ôi cái cây này để lại các bạn, cái cây này nó sẽ che cái xe hỏng. Ê, xe này giống du kích quá gì? Ừ.
không ai thấy chiếc xe đỏ của tao nằm trong đống cây đâu. Có tao thấy nè. Hơi bị nổi luôn. Rồi đâu thấy đâu. Ở đây có thấy hết trơn rồi chứ gì đâu. Rồi. Tụi mát tủ ra mắt tụi bay. Sợ quá cơ. Đó, ôm cây, tụi bạn đợi cây nó ngã xuống rồi đã. Đùng. Rồi. 6 mét đúng không? Nó tự lưu mà nó ok. Xịn chưa? Các bạn thấy nó xịn chưa? Quá trời là xịn luôn. Mở đèn cho nó sáng. Không được rồi. Tự túm mấy cái nhánh luôn. Được à. Rồi. Còn miếng này bỏ đi chứ. Đâu làm cái gì đâu. Ok bên này nữa nha quà. Mình cần bao nhiêu gỗ ra, bao nhiêu cây để mình đủ nè. Cây này yếu. Chúng là mượn có mấy ngang. Cây à. Mốt đi rồi để mình có tiền mua đất cái đã chứ giờ mình nghèo khổ. Mình cắt mình cũng phải chừa lại. Đúng cái phần kia. Để mà mốt cái cây nó sinh sôi nảy nở các bạn. Chứ mình mà cắt xác rồi mình bỏ cái gốc cây luôn rồi mình ác lắm á. Ủa sao cây này nó không rớt như vậy? Xuống đi bộ. Ủa gì? Mình cắt cây vậy rồi cây nó có mọc lên lại không? Có bạn. Mọc mỏ bạn ha. Ờ. Ừ, vậy thôi cắt giùm ta đi để ta trồng cây mới không? Rồi. Cây này nhìn nó cũng móc meo hết trơn rồi. Ủa nó già mới lượm chứ ai thèm lượm ba đồ này đâu. Đấy, xuống. Rồi. Lắm mới lượm. Máy này nó đúng xịn luôn các bạn. Lẽ sau này mình đừng. Dữ quá. Làm gì mày quạt? Đang gấp cây. Ủa quạt nó nhân viên. Các bạn nhân viên không gì? Các bạn có thể để cái gì vậy? Ghê. Cái này nó xịn lắm các bạn. Cái này thiết kế để chống lật. Lật cỡ nào cũng tự lật lại được. Các bạn có thể để cây thẳng đất các bạn. Cắt luôn nó sẽ đẩy xuống đất xong xe mình lật ngược lên. Đi tiếp. Cái gì? Hả? Thằng quà nó là tôi là chủ nó hay nó ông là chủ nó vậy? Ai biết? Biết. Ai biết nó chuyện gì? Chờ cây thấy gà nó phụ tôi. Gió chiều nào thấy chiều đó. Không, quà nó vậy mày ơi. Hè gì bạn nó chơi chung đúng rồi. Hè nha. Đó, bạn nó xịn không? Quá xịn thấy luôn. Đó, các bạn thấy cái dao nó chặt xuống không? Cực kỳ bén. Dao này mà chặt thật miếng 295 thì hết bài. Chặt tới cái gì luôn. Tính ra mấy cây này, có cây này nó cao nữa các bạn. Cây này siêu cao luôn. Kiếm mấy cây cao mình cắt nó mới đã. Có để quá. Rồi qua đây. Vô, từ lên cao lên xíu. Cái canh cho nó chuẩn mới vô vừa cái cây được. Đó. Rồi. Chế giờ này vui thiệt chứ. Ờ giá cây lên trên vai luôn. Cũng không có cao lắm các bạn. 4 khúc là hết rồi. Em mà ít chỗ. Để cho chị ra quà. Không, cho chị ít hơn. Sao rồi? Mày nha. Sao mà mọi người nãy giờ gấp được nhiêu cây rồi quà? Anh thấy cũng nhiều quá quà. Gấp được 2-3 cây. Hả? Ông áp. Bên này nè quà, bên này nhiều lắm nè quà. Bên này nhiều lắm. Để tí em chơi cho này nè. Hứi! Quà, trời quà. Ơi. Chị xếp nãy giờ, cha mày không nổi mày. Chửi. Chửi nhà luôn. Chửi dầu họ quà luôn chứ. Tối nay mày ngủ dầu họ chửi vậy. Chửi dầu hổng nhà luôn. Con. Mai mày đi đem về đó mày nuôi luôn rồi nha. Chưa có nhà đâu nữa à. Ok thôi. Gì đâu. Vậy là nhà tôi giờ có quà thằng Dũng đẹp ha. À, bên bạn có mình bạn à. Bởi vì tôi cái đất bên kia rồi. Các bạn, cái đất cái nông trại mình móc meo hết trơn rồi. Mai đem bán đất luôn. Cho anh mượn đi quà, cho anh mượn đi quà. Anh nghĩ là mình mướn thêm cái thùng nữa đi. Đi mướn thêm cái thùng nữa đi. Em kiếm con xe nào em về em hóc nó chạy ra đây luôn đi quà. Như đây gỗ có mấy cây nè. Như đây gỗ chắc được rồi. Ủa ok. Có gì dư gỗ. Nhưng mà hồi chạy về. Ủa em bật cái chân xuống anh. Bật cái chân xuống. Ở đây nè bạn. Để coi bấm chữ G anh. Nó đâu? Chữ G đó có chuyển qua hai cái tool đó. Anh ấy nó cũng vậy hả?
sao nó được chém ta? mượn thử Không chứ chém G nó chỉ là select next tool thôi à. Em móc vô cái xe máy cày á quà. Em ẩu hả? Quýnh em bị giỡn. Không xài được, ẩu rồi. Ẩu rồi, lành không à. Phải có cái dây chứ. À, để em tí em thử coi. Nói chưa. Ủa này nó phải. Rồi, rồi em đi về em lấy máy cày khác đi. Đi đi, đi xuống, xuống lấy máy cày khác để tôi làm cho. Rồi, để tôi làm cho. Anh thấy nó đưa cái chân đúng không? Rõ ràng là lấy thêm cái thùng. Ờ, phải lấy thêm chứ. Rõ ràng là lấy thêm cái thùng rồi đi. Cái thùng anh muốn rồi, em chỉ lấy cái xe máy cày thôi. Cày nó yếu quá vậy. Cái cây nó không khỏe. Cây này nó không tới bạn. Bạn ơi, đẩy cây qua xếp đây giùm tôi bạn. Cây nào? Thôi bạn lùi xe máy cày xuống giùm tôi đi. Thôi ấy hả? Ừ, lùi. Ê, đi thẳng lên luôn bạn, đi thẳng lên luôn, cái xe trên kia nó dễ hơn. Thấy mày vừa phải thôi mày, thấy tao mệt mày. Rồi. Lên nữa. Gọi là đi đường á. Rồi, ok. Đó, vậy mới dễ. Thấy không? Tụm đẻ về bạn ơi, trời sắp tối rồi bạn ơi. Ừ bạn. Cái này khó vậy. Cây này nó yếu vậy. Cái đó khó chịu, cái đó đúng khó chịu luôn á. Ủa rồi nó không xuống được nữa. À đây xuống được nha. Anh phải coi cái này là nó gấp vô chứ. Hai con chuột. Đúng rồi. Anh ơi, anh nhìn con xe nhỏ quá đấy. Lật xe luôn á, lật xe. Ê, tính ra cái năng suất con xe nhỏ nó còn hơn xe mình nữa quà. Nó hơn xe mình luôn quà. Đó, nó nhét nó chứ rồi. Nhét tiếp. Quay. À, chim thấy nó sắp rớt tới nơi rồi đó. Ừ. Đó, tôi lấy nhiều đó rồi đó, bạn lấy nhiêu bạn lấy đi. Cái cây này nó cầu ơ thiệt á. Nó yếu quá bạn ơi. Nó yếu quá. Ê gì? Nãy giờ bên tao lượm được chục cây, bên mày được 5 cây gì? Tại vì đúng. Ta chơi Go Level Play, bạn chơi phá không hả quà? Ủa, tôi cắt miếng nhỏ, tôi chét cũng được à. Tôi có xài thủ thuật đâu. Em lấy con xe bự lên đi quà. Ê, hai. Tại sao mình lại mượn cái trailer này trong khi mình có thể mượn nguyên một cái xe được mà các bạn, mình trả trailer này đi. Mình mượn nguyên cái xe của Masu luôn. Trời ơi, mình có xe mà, đây. Mấy cái máy này nhìn cái cây nó bự không? Thôi quá ngon. Mình nghĩ mình mượn được cái xe này nhìn nó vui quá các bạn. 350, 225.000, 216, 216 rẻ nhất. Rồi, chạy ra đây quà. Okay. Khó chịu thiệt chứ. Cái cây. Nói, lúc đầu nói rồi lấy cái xe nhỏ nhỏ của tao rồi đi ăn chợ mày lượm xe bự vô. Rồi, được rồi đó. Đấy, con này chạy chậm luôn á. Chậm mà nó đầm quà. Nhưng nó chạy không? Ủa, xe lùng chạy bóp đầu nè. Không có nha. Có. Trời ơi, dở ta. Rồi, được rồi. Trời ơi, gớn hà, trượt xuống. Đâu. Không biết giờ mấy cây này nè, nó bị hụt nè gì. Không có gì. Nó làm mấy cây này trượt xuống nè, xuống đây coi nè. Từ cái này xây sáo hả gì? À, cái gì? Ủa, dài dữ rồi. Móc, bỏ dây móc lại em tôi bạn. Lên con xe máy cày móc dây lại em tôi bạn. Ở đâu tôi mà rồi. Không cần bạn quá đâu. tôi rồi con này mới bóc đầu rồi chứ con tao đâu móc. Không, xe máy cày người ta nặng mấy chục tấn, có ai có thể dời cái kia xuống qua đây được không, lùi xe xuống được. Ê thằng quỷ hoài kìa, mình chắc xe lên đó nữa mày. Okay, được xíu bóc đầu cho vui á. Trời ơi, mẹ mua quà em lùi cái xe máy cày xích qua cho anh đi quà. Cây này nó yếu quá. Cây này nó mỏng manh quá. Gì? Tính ra ta thấy tuy là mình chịu khó bỏ chút tiền. Rồi, okay, hơn xịn xịn nó có lý hơn bạn. Thì ai biết đâu bạn, đợi ai biết trước ngày mai nó sẽ ra sao. Đúng là tuổi trẻ. Không, tại vì chọn mấy cây bự cắt. Mấy cây bự bự không à. Rồi. Lụm. Không, quen rồi nó sẽ khác các bạn. Trời ơi má ơi, cái cây gì bay đậu rồi vậy? Ủa hello? Đâu rồi, ủa? Cái đâu nó kìa. Ghê quá.
Giết tao à. Ghê thiệt luôn á. Nó bay cái chéo qua cái đáo xuống đầu quỷ kia luôn. Quá đáng lắm luôn. Nè lật hai cây luôn nè. Đúng rồi. Đó ghê không. Ngựa ngựa à. Ngựa à. Đưa cao lên. Đưa tính qua. Tính ra cái chỗ này ông chưa tuốt nè. Cái này nó kỳ. Một hồi đó hình lực nó cười nè. Không nha không nha. Ủa ok còn hai cây. Rồi đưa qua. Tèo 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 tèo. Ghê ta. Dân chuyên rồi bạn. Mà cứ nghiệp không bạn. Rồi sao cho nó xích vô ta. Không rồi, đẹp làm bạn. Rất là nhẹ nhàng luôn. Giờ mình thả lỏng nó ra. Yeah. Lên. Trời ơi giỏi quá. Trời ơi nó nặng. Mệt quá không làm nữa đâu. Xem về. Vậy như đây mình nghĩ như đây đủ rồi đó các bạn, như đây là cắt đủ rồi đó. Rồi giờ mình trả xe này nè, các bạn nhìn bên trong nó có hệ thống bánh răng, rồi đồ cắt rồi này kia, nó có cái đồ quét nữa nè. Nó đo bao nhiêu mét đó các bạn, đây là cái cảm biến của nó nè. Xịn không? Thôi con xe mấy trăm ngàn đô, 400-500 ngàn đô nó phải xịn chứ. Giờ gì mà đưa cái đầu vô cho nó cắt gì? Không mày. Ê bên con xe hồng còn á nha mọi người. Còn gì? Còn cây hả? Còn trời cây. Nhiều gì không nổi. Đã cắt hơi nhiều xíu thông cảm đi. Mày phá vừa hết mày ăn trộm, người ta ăn trộm văn minh tí đi. Ủa người ta cắt có 4-5 cây à. Dám đâu này chục cây chứ 5 không, cây không 4-5 cây à, tin đi. Sao tin được. Ở xe mỗi lần đề máy nó ồn ào. Rồi lát hết cái đống đó đi mấy bạn. Giờ mình sẽ lùi con xe Komatsu lên. Hiện tại là cái xe cẩu siêu xịn nó đã tới rồi các bạn. Nói chung là nó cẩu phải nói là cực kỳ xịn luôn. Cái cực cẩu nó dày gấp 5 lần so với cây nhỏ xíu mỏng manh này. Đó thì mình cũng gấp được xíu gỗ rồi quà phá lại đi quà ơi. Chuyện nó rớt rồi quà. Phá. À, nhưng mà hiện tại là vẫn chưa đủ chi tiêu lắm. Tại vì cái xe này mình thấy nó còn chứa được nhiều. Ra là bây giờ mình sẽ thêm một vài cây nữa các bạn. Không muốn ham. Mà giờ mình chạy vô bên trong ngồi như này nó xịn hơn. Rồi cái này bự rồi bạn, cái này bự rồi nhé. Bên đây nè. Vụ không mày? Lụm cái bự bự chứ, lụm nhỏ quá thì chơi mình ngu hiểu không? Cái gì? Báo thiệt chứ. Vô chưa? Đẹp luôn. Tí lên, tí rồi vô rồi. Ok. Để cho nó nghiêng rồi bớt. Ghê, nó phải gớt xuống bạn. Đó. Rồi. Tám mét. Chú chết đâu mày? Sáu mét. 8 mét đi. Thôi 6 mét đi, 8 dài lắm. Quà dài 8 mét. Thì các bạn coi cái phần này nó có ghi là cái gì nữa? Cái số bên trong nó có cái số nè, 600 nè, xong rồi 600 hình như là 6 mét đúng không? Cái này 600 cm hả? Quà ơi. mm chứ. Ủa phải không? Cm quà. Cm. Vậy đâu, ta. Vậy. Còn cái số 130 này cái gì á, hình như là nó đo được cái cây, nó đo được cái chiều dài của tổng cái cây mình cắt là nó dư còn 18. 18 cm. Thì là nó có sensor trọng các bạn. Có bạn nãy có nhiều lắm bạn, rồi thêm cây nữa đi. Cẩu đi, để anh lùi lại, anh lụm cây này luôn. Ông Duy kiểu tao sẽ không bỏ qua mày đâu. Ủa sao dướng như vậy? Dướng cái cây nhỏ nè bạn. Rồi chặt cây nhỏ luôn, cưa đi bạn. Để tôi múc nó cho bạn. Mày, lao. Rồi, được chưa? Mày giống thằng chín chín lao không? Qua phải tí. À, nó chưa vô. Nó trái bên ông á, lộn. Vô cũng như bên trong nó rồi, hơi khó bạn. Để nhìn các bạn. Vô luôn. Đẹp ơi. Rồi. Để các bạn nhìn bên trong nó có nè, cái này là hình như là cái cây này nó dài 5 mét hả? Phải không? Ủa đâu cái này mà 5 mét vậy? Nè, nó còn 45 là cái số gì? Cái số kia là cái số cảm biến nó cắt 6 mét đúng rồi đó, còn cái này nó 300 mấy nè. Rồi nó xuống hình như không phải cái gì, nó là cái gì á? Lạ quá, mình không có nhìn cận được nó là cái gì. Dachshund Master gì á, khó nhìn quá các bạn. Ok nè. Vô đây đủ chưa? Vô đây quà. Vô đây cây đủ rồi đúng không? Sao không vậy? Mày quả làm chém cái gì mày đổi người đi. Cho mượn đi quà. Đó. Ủa cái xe này nó tiện cái là vừa chạy vừa cẩu được. À thì ra nó mắc hơn chỗ đó các bạn.
thay vì cái con chứ xe máy cày bự hơn bạn. Thay vì cái con xe máy cày là các bạn phải vừa chạy đi, có một người chạy là một người cẩu đúng không? Không thì nó tiện hơn. Bạn đứng đó bạn dòm không mà bạn. Đúng rồi, bỏ xe tôi nữa ha, hết chỗ rồi. Không ai thèm. Hết chỗ rồi. Nghĩ sao vậy ba? Nghĩ sao? Nghĩ tôi thèm bỏ xe bạn chắc. Chắc chứ. Không làm cái này nó cảm giác ông làm mượt hơn cái gì. Hả? Nó khỏe lắm bạn, cái xe nó bự nó khỏe lắm bạn. Rồi đưa cao lên xíu, đó, rồi quay qua. Không. Dân chuyên nghiệp nó phải khác các bạn. Cái dân của bắp. Đúng rồi, dân chuyên nghiệp mới đi chặt cây của người ta chứ phải cây của mình đâu. Ê, như bộ bỏ qua cái chuyện đó đi. Như bộ bỏ qua cái chuyện đó đi. Không. Anh đi chó ra cắn mày giờ. Sợ à. Ừ, sợ. Rồi. Làm lẹ đi. Ừ mày. Một giờ rồi nắng cũng chết à. Lóc lại. Ấy, thôi đơn giản. Không. Nói chung là nó khỏe hơn, nó mượt hơn nhiều các bạn. Thôi bây giờ để mình làm công đoạn này chứ bao nhiêu cây đây gấp mệt lắm. Bây giờ gấp đi rồi mình lùi. Ê, cắt nữa hả? Ê, quá. Thằng Quý Ba nó cắt 1 mét kìa. Chịu lắm rồi ba. 3 mét đi bà. Bỏ lên đi. 4 mét đi, 4 mét đi. Xe lùng nó ơi, qua đây biểu ơi. Xe lùng nó qua đây. Này 8 mét hả bà? Này 8 mét đúng không? Làm phải 8 mét nha. Đâu rồi, con xe lùng đâu rồi? Xe lùng này chắc nó tới cái gì luôn á. Rồi đưa đây, đưa xe đây để lùi lên kia luôn bạn. Xe này hàng quá khổ ha. Quỷ quá, nó còn cắt 1 mét nhuyễn nhuyễn nữa chứ. Thôi đừng có cắt 1 mét mà. Không à. Không kịp tới kìa. Có dân dính đồ thôi nghe. Dạ, dướng cây rồi. Luôn. Chị cắt cái cây này giùm em với, em bị kẹt xe rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ràng dây lại các bạn. Rồi thu xe lên. Nhân viên xe lụng rồi. Sao rồi bây giờ đợi mọi người gom hết cây về rồi mình sẽ cho xe này chạy về để trả. Sau đó mình sẽ bây giờ mình chở mấy xe này qua bên kia để mình đi đi làm luôn đúng không? Để mình đi xử lý gỗ luôn đúng không? Rồi hạ xuống đi qua, hạ xuống đi. Nhiều quá gì ơi. Không tin được luôn. Con quỷ xe lùng này. Ok các bạn đợi xíu ha, để mình làm cái này cái đã. Rồi coi như là xe hồng mình đã có thuê nhân viên chở đi rồi các bạn. Còn đây bây giờ tụi mình sẽ đem đi vô trong cái chậu xử lý gỗ. Đi mấy bạn. Gì? Nó vô nó có quýnh tao không gì? Không. Có quýnh tao không? Không, giấu xác mày cho nó không quýnh mày đâu. Hứa luôn. Cái nhiều ở chỗ kẹn đường vậy, xong mình không ra đường chính mình đi bạn. Đường chính nè. Tự bạn, để tôi dẹp cái cây này cái đã. Ok, đỡ lắc lư. Dạ. Mình chờ quá tải rồi. Chị biết. Xuống đây nè mấy bạn, xuống đây mấy bạn ơi. Thôi tôi đi đường góc được bạn ơi, tôi phải đi đường này thôi. Làm xe chứ, làm xe gì ạ? Không, xe chị làm được. Chà. Trời, tính ra là ra đây cái là tới luôn đó ta. Gần dữ vậy không biết. À vì hình như con xe kia nó không có ngược các bạn, con xe kia lúc đầu mình chắc các bạn xem nó đúng hay gì á. Xe kia nó không có ngược. À bên sau nó có cái đồng hồ nữa nè. Ủa. Ê. Nó chưa đi hả? Ê quà. À. Cái con xe, mấy con xe này là cái đồng hồ tốc độ nó phía sau là tốc độ với lại cái tua máy nè. Là để các bạn chạy như này, các bạn bình thường chạy như này nè, để ê, từ à, hết nổi à. Bình thường nếu mà các bạn chạy nó như thế này, đây để mình chạy thử cho các bạn xem. Để dễ gấp gỗ hơn á, tại vì xe này đây là một con xe điều khiển vừa cả gấp gỗ mà vừa cả lái như này luôn. Nhưng mà bình thường là các bạn xong các bạn sẽ chạy phía trước. Còn nếu mà chưa xong các bạn sẽ như thế này. Xịn không? Ôi. Công nghệ xịn sò hiện đại thiệt. Đỉnh. Nó giống như cái công nghệ trên con Fendit á. Mấy gỗ bị gì rồi? Kệ gì bạn gì rồi gỗ yeah. Tôi nó chở nhiều quá nó bị bung quá bạn. Đúng nó như thế này nè, đúng thiết kế nó như thế này nè các bạn, chạy như thế này mới đúng nè. Phía sau là ống khói chứ đâu ai, ống khói phía đầu đó đúng không? Có bên nào bà, bên em nào xử lý quá vậy cho lẹ. Quay bên nào xử lý bên em à, bên này quay như này mới đúng nè.
Thì ra nó thiết kế đến như vậy, giống như xe đẩy trong siêu thị các bạn. Người đẩy phía sau còn phía trước là cái rổ để chở đồ á. Trời thế giới. Vô đây hả? Đúng rồi. Ủa vô đây nó có bán không vậy em? Có, anh bán gỗ anh. Ủa mình cần xử lý gỗ mà, alo. Thì xử lý, ông xuống cái nồi đối phạm á. Bỏ gỗ vô để xử lý thôi anh. Là... Là những đồ chết hả? Chết cái gỗ rồi. À đó đi em. Ồ, oh, à. Ủa nhưng mà nó ra giờ cái blank với lại cái wood chip. Sau khi đó thì mình sẽ dùng nó tạo ra cái palette. Cái palette 200 cái plank cộng với 500 cái beam. Đâu? 200 cái beam cộng với 500 cái plank mới ra được 500 cái palette. Rồi bây giờ mình sẽ thả vô. Ủa? Trời ông bỏ đây, ông để hẹn nó đó, ông ra đang đứng nè. À, ra bấm vô đây hả? Đúng rồi. Oh. Đó. Nó hơi hiện đại quá, giả bộ quá bạn. Rồi vậy là mình có tổng cộng là 54.000 lít gỗ trong, các bạn thông cảm nó tính bằng lít nha. Mình chia cho tôi nữa nha. Biết nhớ gì hết trơn á. Trả tiền, trả tiền. Và sau khi có gỗ xong thì đem qua bên đây để tạo cái pallet. Ồ, thì ra là vậy. Rồi bây giờ mình trả xe đi cho con này với con này chạy về, cái này mình đã mua rồi. Quá, cho con xe này chạy về đi. Ok, bây giờ mình đợi các bạn, sau khi xong thì mình sẽ lấy xe lên mình chở mấy cái pallet về. Rồi, get go. Many months later. Mất rất là nhiều tháng trời để xử lý xong cái đống gỗ nha các bạn. Và hiện tại như các bạn thấy đây, mình có rất là nhiều pallet gỗ. Gỗ này đã qua xử lý rồi. Và bây giờ mình sẽ đem cái gỗ này tới nhà máy để đóng thành những cái gỗ pallet ha. Ok đi. Quỷ lùn nó chất quá tải quá trời luôn các bạn. Mà xe mình chất nhiều hơn. Thì mình chắc có nguy cơ. Mày hiền à. Thì mình có nguy cơ lật nhiều hơn. Cái gì? Đi rồi, khỏi cần nhắc. Họ thấy nằm trường ngưỡng nè. Dễ. Lẹ điên lùng. Dễ. Chậm điên lùng. Nè bà cô nè. Khiêm tốn. À, dễ nhàng không? Ủa gì vậy? Sống được cưa hẳn bạn. Nè mày thấy tôi không? Dễ dàng. Quế gì lùng. Giúp cái tay của mày. Từ từ tao phanh không kịp mày. Ai bị chở giữ vô. Cái xe này nó dễ bị lật lắm các bạn. Xe dở mình sao. Ê, giúp cái tay, giúp cái tay chứ không phải là giúp cái bánh xe. Giúp cái tay. Đúng rồi, giúp cái tay đó. Vậy đó. Giúp cái tay. Đèn Dũng luôn. Đúng rồi. Dũng ra đi rồi. Được lại bạn. Đúng rồi, Dũng đi rồi. Ông nói gì tại ông nói gì. Này biết rồi, ai biết không, nặng thử lật được. Quay thấy tướng thôi chị ơi. Làm ăn thiệt chứ, chán quá. Quà. Hey, nói chung là vậy đó các bạn. Nói chung là nó vậy đó. Đó, kiếm chuyện tao đi không. Mới lật trong kiếm chuyện. Ủa mình đi đường nào á, đi thẳng luôn hả Quà? Đi chỗ nhà máy nè. Thì ý là đi đường bạn. Nào, ý là đi đường nào á. Đi đường vào tim nè. Chán thằng này thiệt chứ, Google chạy bằng cơm hỏi nó đi đường nào, đi chỗ nhà máy nè anh. Giờ mình hỏi nó đường đi tới nhà máy, nó kêu đường đi tới nhà máy là đường đi ra nhà máy. Nói vậy không được. Xe này mất thắng rồi, mất lái rồi. Ông thấy cái buồn chứa nước ông nhật gì. Ờ. Không phải đó, là quẹo giọng các bạn. Ok. Sao bạn đi băng qua cao tốc đi bạn, tôi nhớ bạn hay thích chơi cái trò đó lắm mà. Thôi bạn ơi, cứ đời nào tôi làm ba trò đó. Lùng lùng mà láo lắm. Không đi đâu lật hết lắm. Thế mày đang đứng giữa. Đợi tôi nha, không hiếp tôi nha. Quá em tới nè, cái ruộng này hình như trồng cô tông đúng không? Đúng rồi, nhìn là biết trồng cô tông luôn. Rảnh ta. Dân chuyên mà bạn, đâu phải như mấy cái đứa mà không trồng mà tối ngày đi chơi đi phá đâu, đi ăn cắp con trộm. Bạn tới chưa? Sắp tới rồi mày. Chưa tới rồi đó. Xạo. Thấy lùn rồi. Ê bạn, vô cái ruộng này hết thấy nhau luôn bạn. Sao mày thấy tao được? Mày chạo quá à. Các bạn thấy nó hơi giật giật nhẹ không? Tại vì do là chở pallet nhiều quá. Game này nó đang bị cái tình trạng là chở pallet nhiều thì nó sẽ bị giật như thế này. Cái ruộng này nhìn là biết trồng cải đường luôn. Trời ơi, dân chuyên nghiệp người nhìn thấy ngay. Người ta gì cũng biết á. Có biết điều là không biết à. Quýnh cứ bỏ rồi vậy. Khu nào, Hoài đang đứng ở đâu, Hoài đang đứng ô bao nhiêu.
62. Ok thấy rồi. Trời ơi, cái xe lắc rồi, xe lắc rồi. Tới nè, để đâu, để đâu, để đâu, để đâu. Đây nè, ủa, đâu rồi. Em leo lên cây Dũng. Không nhờ cái bức tường nó cứu rồi, nãy giờ sẽ lật rồi đó. Rồi, lấy gỗ đi mấy anh. Giờ mình lại đợi tiếp một công đoạn để nó xử lý ra cái pallet xong đem về kia bỏ vô mới được. Dũng nha, Dũng. Rồi sẵn mình đi mua khoáng luôn. Còn miếng này mấy anh lấy luôn đi mấy anh. Ủa, hình như nó đủ rồi hoài, nó không lấy nữa rồi. Nó no rồi. Nó hả vậy còn của tao. Đem về đi bạn, đem về lót giường ngủ đi bạn. Lật đi Dũng. Nó lấy rồi, full rồi. Đúng rồi. Giờ mình đợi thôi. Rồi, có như là hiện tại là mình đã chở xong hết rồi nha các bạn. Xe lùng nó cũng tới rồi. Thì mình cũng sẽ phải tạm dừng cái video đây nha các bạn. Video này chủ yếu tập trung vào cái việc làm lâm tặc. Và mình đi đốn cây, trộm gỗ này kia. Thì bây giờ nhà máy nó đang xử lý. Và hẹn các bạn trong tập sau thì mình sẽ chở những cái thành phẩm, những cái pallet trống về cái chỗ nuôi cá của mình ha. Nếu các bạn thích cái series Farming Simulator 22 này, nhớ bấm đăng ký của mình cũng như like video và sau đó mình nha các bạn. Hẹn các bạn trong tập sau. Chào các bạn. Bye bye.